Xin kính chào quý phụ huynh, chào các con học sinh lớp 1. Cô rất vui khi được gặp lại các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học tiếng Việt 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 37, vần em, vần em, vần im và vần ông. Để học tốt bài này, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt, bán con, phấn, bông lao bảng, vỡ năm ô ly, bút chì, và thứ cả. Rất mong được sự đồng hành và giúp đỡ của phụ huynh học sinh để tiết học của các con đạt hiệu quả cao. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu các con đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng bắt đầu tiết học. Cô giới thiệu với các con, đây là trang sách. Hôm nay các con sẽ học. Cô có một bức tranh, các con hãy quan sát tranh và nói cho cô biết. Con nhìn thấy gì trong bức tranh này? Cô mời các con. Con thưa cô, con thấy Hà lấy hai tay che mắt, miệng thì tụm tiểm, còn em của Hà thì đang trốn sau cái bàn. À, cô cũng thấy bạn Hà lấy tay che mắt, em của bạn Hà thì trốn ở sau cái bàn. Như vậy, Hà và em đang chơi trò gì đó các con? À, Hà và em đang chơi trò trốn tìm. Cô thấy là hai chị em đang chơi rất là vui vẻ. Với nội dung bức tranh như vậy, cô có câu. Chị em Hà chơi trốn tìm. Hà tẩm tiệm đếm. Một, hai, ba. Cô mời các con đọc lại chị em hà chơi trốn tìm hà tẩm tiệm đếm một hai ba các con quan sát câu này trong tiếng em có vần em trong tiếng tìm có vần im trong tiếng tẩm có vần um. trong tiếng tiệm có vần im trong tiếng đếm có vần êm. Bài mới hôm nay cô dạy cho các con đó là bài 37. Vần em, vần êm, vần im và vần âm. Các con nghe cô đọc. Em, êm, im, âm. Em, êm, im, âm các con hãy quan sát và nói cho cô biết điểm giống nhau và khác nhau giữa bốn vần này là gì nhé cô mời các con con hư cô điểm giống nhau bốn vần đều có âm m đứng sau khác nhau có âm e âm ê e, âm y âm u đứng trước à cô cũng đồng ý với con cô cũng thấy là bốn vần này đều có âm m đứng sau khác nhau đó là có âm e âm e âm y âm u đứng trước bây giờ các con nghe cô đánh vần nhé e m em e m em y m im u m um e m em E M M I M Im U M Um Cô mời các con đọc lại em M M E M -i M Im U M -um. Các con nghe cô đọc trang lại nhé Em Em Im Um Em Em em, âm. cô mời các con đọc lại em em im âm. Um. với vần em tiếng mới hôm nay cô giới thiệu cho các con đó là tiếng đếm. các con nghe cô phân tích đánh vần và đọc trơn. trong tiếng đếm có âm đờ đứng trước vần em đứng sau dấu sắc trên đầu âm ê. cô đánh vần Đờ, êm, đêm, sắc, đếm, đếm. Đờ, êm, đêm, sắc, đếm, đếm. Cô mời các con đọc lại. Đờ, êm, đêm, sắc, đếm, đếm. À, các con nghe cô đọc lại bài nhé. Em, êm, im, âm. Um. Đờ, êm, đêm, sắc, đếm đếm cô vừa hướng dẫn các con học vần em vần em vần em và vần âm với tiếng đếm tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con cài tiếng đếm các con chú ý quan sát từ bộ chữ thực hành các con lấy và cài âm đờ tiếp theo các con lấy và cài âm e phía sau âm đờ kế tiếp các con lấy và cài âm m phía sau âm e Cuối cùng các con lấy dấu sắc cài trên âm E. Thế là ta được tiếng đếm. Các con nghe cô đọc lại nhé. Đếm, đếm, đếm. Cô vừa hướng dẫn các con cài bản. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con học một số tiếng mới. Các con chú ý quan sát. Cô có hai tiếng mới. Hẻm kem bây giờ các con hãy lấy thước và bút chì tìm điểm giống nhau của hai tiếng này và gạch chân giúp cô vào sách giáo khoa nhé điểm giống nhau của hai tiếng này là gì các con à điểm giống nhau là cả hai tiếng đều có vần em đứng sau các con nghe cô đọc hờ em hem hỏi hẻm hẻm ca em kem kem hờ em hem hỏi hẻm hẻm ca em kem kem cô mời các con đọc lại hờ em hem hỏi hẻm hẻm ca em kem kem tiếp theo cô có hai tiếng mềm nếm các con hãy tìm điểm giống nhau của hai tiếng này và gạch chân giúp cô nhé điểm giống nhau của hai tiếng này là gì các con à điểm giống nhau của hai tiếng này là cả hai tiếng đều có vần êm đứng sau các con nghe cô đọc m êm mêm huyền mềm mềm n êm nêm sắc nếm ném m em mềm huyền mềm mềm n em nem sắc ném ném cô mời các con đọc lại m em mềm huyền mềm mềm n em nem sắc ném ném tiếp theo cô có hai tiếng mỉm tím, tím. Các con tìm điểm giống nhau của hai tiếng này và gạch chân giúp cô nhé. Điểm giống nhau của hai tiếng này là gì các con? À, điểm giống nhau của hai tiếng là cả hai tiếng đều có vần im đứng sau. Các con nghe cô đọc. Mờ im mim hỏi mỉm mỉm. Tờ im tim sắc tím tím mờ im im hỏi mỉm mỉm tờ im tim sắc tím tím cô mời các con đọc lại mờ im im hỏi mỉm mỉm tờ im tim sắc tím tím tiếp theo cô có hai tiếng chậm mỏng các con muốn giúp cô tìm điểm giống nhau của hai tiếng này và gạch chân giùm cô nhé điểm giống nhau của hai tiếng này là gì các con à điểm giống nhau của hai tiếng này là cả hai tiếng đều có vần âm đứng sau các con nghe cô đọc chờ âm châm nặng chậm chậm mờ âm mâm ngã mẩm mẩm chờ âm châm nặng chậm chậm mờ âm um, mâm ngã mẫm mẫm cô mời các con đọc lại chờ âm um, chum nặng chụm chụm mờ âm um, mâm ngã mẫm mẫm bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con đọc lại cả 8 tiếng này nhé các con chú ý lắng nghe hẻm kem mềm nếm mỉm tím chậm mỏng hẻm kem mềm ném mềm tím chậm mỏng cô mời các con đọc lại hẻm kem mềm nếm, mềm tím chùm mẫm cô vừa hướng dẫn các con học một số tiếng mới tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con học từ mới các con chú ý quan sát cô giới thiệu với các con đây là tranh vẽ một con tem đó các con con tem này người ta dán lên lá thư để mình gửi đi đó từ mới cô hướng dẫn các con đó là từ tem thư các con nghe cô đọc tờ em tem thờ ư thư tem thư tờ em tem thờ ư thư tem thư cô mời các con đọc lại tờ em tem thờ ư thư tem thư cô có bức tranh tiếp theo đây là tranh vẽ một ngôi nhà đó các con cô giới thiệu với các con đây là thềm nhà đó các con từ mới tiếp theo cô hướng dẫn các con đó là từ thềm nhà các con nghe cô đọc thờ êm thêm huyền thềm nhờ a nha huyền nhà thềm nhà thờ êm thêm huyền thềm nhờ a nha huyền nhà thềm nhà cô mời các con đọc lại thờ em thêm quyền thềm nhờ a nha huyền nhà thềm nhà cô có bức tranh tiếp theo cô giới thiệu với các con đây là tranh vẽ một bạn gái đang cười tủm tỉm đó các con từ mới tiếp theo cô hướng dẫn các con đó là từ tủm tỉm các con nghe cô đọc. Tờ âm um tâm hỏi tẩm, tờ im tim hỏi tiệm, tẩm tiệm. Tờ âm um tâm hỏi tẩm, tờ im tim hỏi tiệm, tẩm tiệm. Cô mời các con đọc lại. Tờ âm um tâm hỏi tẩm, tờ im tim hỏi tiệm, tẩm tiệm. Cô vừa hướng dẫn các con học từ mới. Tiếp theo đây, cô sẽ hướng dẫn các con đọc lại cả bài. Các con chú ý lắng nghe và quan sát nhé. Em Em Im Âm um. Đờ Em Đêm Sắc Đếm Đếm Hẻm Kem Mềm Nếm Mỉm Tím chậm mẫm tem thư thèm nhà tẩm tiểm các con nghe cô đọc lại một lần nữa nhé em em im âm um. đờ em đêm sắc đếm đếm hẻm kem mềm, nếm, mềm, tím, chậm, mỏng. Tem thư, thềm nhà, tẩm tiểm. Cô mời các con đọc lại. Em, em, im, um, âm, đờ, em, đêm, sắc, đếm đếm hẻm kem mềm ném mỉm tím chụm mõm tem thư thêm nhà tụm tiệm cô vừa hướng dẫn các con đọc lại cả bài tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con viết bản con chữ em, chữ em, chữ im, chữ âm, um, chữ thềm nhà và chữ tẩm tiệm. Các con quan sát nhé. Trước tiên, cô sướng hướng dẫn các con viết chữ em. Để viết chữ em, đầu tiên các con viết con chữ e. Con chữ e viết độ cao 2 ô ly nhé các con. Sau khi viết chữ e, các con viết nó liền với con chữ m, độ cao 2 ô ly. để viết chữ em đầu tiên các con viết con chữ e độ cao 2 ô ly các con viết nối liền với con chữ m độ cao 2 ô ly để viết chữ im đầu tiên các con viết con chữ y độ cao 2 ô ly các con viết nối liền với con chữ m độ cao 2 ô ly Để viết chữ âm, đầu tiên các con viết chữ U, độ cao 2 ô ly. Các con viết nói liền với con chữ M, độ cao 2 ô ly. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ thèm nhà. Đầu tiên viết chữ thờ, Các con viết nó liền với con chữ E. Các con viết nó liền với con chữ M. Cuối cùng các con viết dấu huyền trên con chữ E. Để viết chữ nhà, đầu tiên các con viết chữ nhờ. Tiếp theo các con viết con chữ A, lưng của con chữ A chạm với điểm kết thúc của con chữ hờ Cuối cùng các con viết dấu huyền trên con chữ A. Viết chữ tẩm tiểm. Đầu tiên các con viết con chữ tờ. Các con viết nói liền với con chữ U. Các con viết nói liền với con chữ M. cuối cùng các con viết dấu hỏi trên con chữ U. Để viết chữ tiểm, đầu tiên các con viết con chữ tờ. Các con viết nói liền với con chữ Y. Các con viết nói liền với con chữ M. Cuối cùng các con viết dấu hỏi trên con chữ Y. Cô vừa hướng dẫn các con viết chữ em, chữ em, chữ im chữ âm chữ thềm nhà và chữ tẩm tiểm và bản con. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con viết vào vở năm ô ly nhé. cô vừa hướng dẫn các con với chữ em chữ em chữ im chữ âm um, chữ thêm nhà và chữ tẩm tiểm và vỡ năm ô ly như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung của bài học rồi đó các con ở nhà các con nhớ mở sách giáo khoa ra đọc lại bài 37 vần em vần em vần im và vần âm um. các con đừng quên luyện viết vào bản con và vỡ năm ô ly cho thật là đẹp nhé tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi chúc các con chăm ngoan học giỏi cô chào tạm biệt các con